Tiêm mũi tăng cường vaccine của Pfizer có thể làm tăng đáng kể khả năng chống chọi với Omicron. Đây là kết quả một nghiên cứu sơ bộ vừa được các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện C3, Israel công bố. Các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu máu của 40 bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện C3, trong đó 20 người đã được tiêm mũi tăng cường phòng COVID-19 cách đây 1 tháng và 20 người chỉ mới tiêm mũi vaccine thứ hai cách đây 5 đến 6 tháng. Kết quả cho thấy là kháng thể của những người chỉ tiêm 2 mũi không thể chống trả biến thể Omicron, mặc dù vẫn có khả năng chống chọi với biến thể Delta và chủng ban đầu của virus SARS-CoV-2. Ở người tiêm đủ 3 mũi thì khả năng tạo kháng thể đối với Omicron là có, song lại thấp hơn 4 lần so với Delta. Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự kết quả nghiên cứu trước đó của Pfizer, khẳng định vaccine của hãng cũng có khả năng phòng ngừa biến thể Omicron.